chúng ta hãy cùng gặp gỡ lại hai cô gái, đó chính là Mỹ Khôi và Thu Huệ. Xin mời. Hiện tại tỷ số của hai bạn đang bằng nhau là 10 điểm. Và với vòng 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn, thì đây là lúc các bạn sẽ giành nguyên chiến thắng. Bởi vì nếu mà thắng trong vòng 3, các bạn đem về 10 điểm nữa. Rồi, bây giờ mới là cái lúc mà mình đi tìm ngôi sao may mắn. Một trong ba người này đang giữ ngôi sao may mắn của chúng tôi. Nhưng mà không phải chỉ là ngôi sao may mắn không thôi. Cái người này cũng sẽ là người đồng hành với mình trong thử thách thứ 3. Dạ. Đây là thử thách vận động, cần sự phối hợp của nam nữ. Ok, Thiện chọn Linh Đan. Ê trời, không phải Thiện chọn Linh Đan, tại vì Linh Đan mang lại may mắn cho Thiện ở cái dòng cuối cùng này. Đồng ý. Nếu mà với lý lẽ này thì chắc em xin chọn Mỹ Khôi, tại vì Mỹ Khôi cũng là người đem lại điểm số cho em. Rồi, mời em qua bên kia. Dạ, nhưng mà dạ, vậy là anh cố tình vậy để cho anh được đứng gần Thu Huệ đúng không? Đây, đó. Thu Huệ ơi, anh sẽ liên lạc với em để đặt những cái tour du lịch. Anh cũng rất muốn gia đình anh đi miền Tây nè, đi thử cho biết, mẹ anh chưa đi. Cảm ơn em rất nhiều. Như vậy là đội đã được thành lập. Quang Trung sẽ cùng đội với lại Mỹ Khôi, Chí Thiện sẽ cùng đội với lại Linh Đan. Nhưng trước tiên đến với thử thách thứ 3, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác Quan thứ 6. Và bây giờ thử thách của vòng 3 này có tên gọi là thổi ly tiếp sức. À, cũng không có gì phức tạp. Cái độ giác quan của mình nó nằm ngay cái lúc mà mình chọn bong bóng. Các bạn phải đứng quay lưng lại, hãy dùng trực giác và chọn lên một cái loại bong bóng nào mà nó dễ thổi, hoặc nó không có bị lủng hay gì đó, nó có vấn đề gì không. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếp sức để thổi nhiều ly nhất rớt vào cái rổ này là mình sẽ chiến thắng. Mỗi người chỉ được thổi một lần cho đầy cái bong bóng thôi, và khi đã đem ra sử dụng thì không được thổi lại nữa. Dạ. Ví dụ vậy ha, thì mình sẽ làm như này nè. Đó, tới đây mình hết hơi thì người nữ sẽ tiếp tục đẩy cái bong bóng này. Nếu như trên đường đi cái ly chỉ dừng tới đây thì coi như ly này không được tính, và chúng ta phải làm lại và phải lấy lại bong bóng mới luôn. Mỗi đội sẽ có 3 phút để thực hiện thử thách của mình. 1, 2, 3. Ừ, anh ơi, cho đội kia thi trước đi hả? Đúng rồi. Đội Quang Trung có kinh nghiệm. Ok, sẽ thi trước nha. Dạ. 3 phút của đội Quang Trung bắt đầu. Nó nổ đó nha. Em để làm gì? Rồi. Rồi. Tính không? Không tính. Họ có vẻ ăn ý với nhau rồi đó. 4, 3, 2, 1. Ôi, xuất sắc. Hay quá. Yeah. Rồi. Rớt cái kia uổng quá à, tính cho em đi, tội nghiệp. Cái đó cũng rơi xuống. Để số sau anh tính cho. Nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đâu? 7. Yeah. Có thể vượt qua được. 3 phút của Chí Thiện bắt đầu. Nó nổ đó. Nó nổ. Bum bum. Mạnh lên.
từ, mình đến thiệt, không đến thiệt. Không luôn. Hay quá chị ơi. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Không đếm nữa, đừng đếm nữa. 2. Đếm to lên cho người ta nghe. 3. 3. 4. Tới 4 cái lần á anh. Hết rồi. Đừng. Hết rồi kìa. Đây. 5. Đây nè, hãy xem dung nhan này đây. Đây. Vâng. Bây giờ là cái phần nội dung chính của thử thách thứ 3. Đó là ngôi sao may mắn. Thì không biết là hai bạn nữ này có ai đang giữ ngôi sao may mắn hay không? Bây giờ chúng ta cùng đếm nha. 3, 2 và 1. Có hai trái tim vàng. Tuyệt vời. Ôi, đã mang theo ngôi sao may mắn rồi. Dạ. Chính xác. Ngôi sao may mắn đó thì được cái gì vậy? Một phần thưởng khá thú vị của chương trình. Ôi. Vâng thưa quý vị, như vậy là sau thử thách thứ 3 thì Chí Thiện vẫn giữ vững niềm tin, ý chí của mình là 10 điểm. Còn Quán Trung đã xuất sắc mang về thêm 10 điểm nữa, đồng nghĩa với việc là bạn ấy giữ 20 điểm và là người chiến thắng ngày hôm nay. Và chiến thắng này kèm theo đó chính là 10 triệu đồng. Lấy gì nha anh? Chí Thiện. 10 triệu đồng. Hả? Không đồng. Ó tiền. Nhấn mạnh như vậy. Ừ. Chí Thiện ó tiền. Yeah. Ó tiền, không cần ó tiền như vậy. Và cảm xúc của một người ó tiền. Thật ra mình cũng phải thẳng thắn. Buồn chứ. Buồn. Đau chứ. Nhưng mà thôi không sao. Hy vọng rằng là lần sau mình sẽ có thể chiến thắng. Và đúng như lúc đầu mà Thiện đến với chương trình là Thiện muốn xem mình có cái giác quan thứ 6 đó hay không. Ừ. Và mình đã trả lời rồi. Có hay không? Trả lời sao anh? Ngốc chút mà. Chút. Bây giờ mình chúng ta là người chiến thắng nè. Dạ đó. Ừ. Cái chút này cắt đi nè. Đủ rồi. Đâu chiến thắng người ta mới để hoài đó. Hoàng Trung. Dạ. Hãy nói cho Chí Thiện nghe đi. Thiệt ra thì em cũng nhận thấy mình cũng có giác quan tí tí đó. Hy vọng là sau này nó bành trướng ra thêm. Thôi với lại là cảm ơn Mỹ Khôi, cảm ơn chị Linh Đan, với lại cảm ơn bạn Huệ đã giúp cho tụi em có thêm nhiều những cái sự phán đoán và rất là nhiều những cái trò chơi thú vị trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thêm một lần nữa chúng tôi đã chứng minh đàn ông vẫn có giác quan thứ 6. Xin chúc quý vị có một ngày thật là tốt đẹp. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 12 giờ trưa chủ nhật trên VTV3. Giác quan thứ 6. Xin chào và hẹn gặp lại.